giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Món này là cái món hến súp bánh tráng, nhà gì đèn cái hù. Nhà đèn hến súp bánh tráng của bà Mười làm nha các bạn. Món này là sushi bếp nha các bạn. Sushi thay vì mình nước cuốn si quy á, này nó để vô trong cái cá vô nha các bạn. Cá này hũ 10 mấy đồng á. Mấy đồng? 14, 15 đồng vậy á. Trứng cá hồi hả? Ừ. Này là trứng cá hồi nha các bạn, rồi rải lên nha. Này bếp xong rồi cái nó rải trứng này, trứng còn sống hả? Trứng sống á. Này rải trứng cá sống lên nè các bạn. Một hũ và 15 đô. Hũ nhỏ và 15 đô nè. Này đây đủ chưa? Sushi bếp đang quẹt trứng lên ha. Hết, ăn với còn. Lọt này ai làm giơ tay lên. Đây. Này lên đây đó, làm dở đây xay qua ai làm đây đó, ăn Liên á, làm bánh lọt á các bạn. Vừa. Liên này em cũng lùng nha, tên đẹp đẹp không ha. Này là bánh lọt, nó là bánh lọt ngon lắm các bạn ơi. Tại vì nãy mình có công chuyện mình không có qua đây, mình quay lúc nó làm á, để bữa nào rảnh mình quay lúc nó làm cho. Mỹ này á, người ta ưa nấu ăn ngoài kara lắm các bạn, cho đừng có hôi nhả nồi bánh canh ra coi. Đây là nước súp của nồi bánh canh cua nấu bằng xương hả? Xương với thịt cua gì? Nước cua hồi nãy luộc. Thịt cầu. Đây, này là bánh canh. Trời, cái này sâu quá. Đi lòi qua bên đi chứ. Tại vì nó ăn nó rồi nóng. Liên ơi, mày nấu cái này nè Liên ơi. Nó mày mà bớt. Tắt con đi. Lạ, mà nó còn sôi sùng sục. Xương á. Tắt, tắt, tắt. Này ai, ai làm? Này, mày của ai? Nào. Của ai? Của xích này hả? Thì của lùng. Của lùng làm. Của lùng làm á. Mà này Liên đã ăn. Này múc cho Liên hả? Múc cho Liên. Này của Liên chưa? Chưa giờ hết xong, Liên đói lắm hả sao hả? Trời, từ sáng giờ chưa ăn các bạn ơi. Đây là tô của Liên nè các bạn. Liên muốn ăn kiểu không có sạch sạch. Này, này là... Mình nó không có cái đĩa, đồ bút đâu rồi? Đây, đây là bánh cái nồi... Nồi súp mà bánh canh này ha. Rồi giờ kia nó đang múc ra từng tô. Đây là thịt cua. Đó cũng chín rồi. Đây là càng cua. Thịt cua với càng cua, tại vì ngoài gara không có chỗ để cho nên để vô mấy cái hộp tủ. 2 4 5. Bên nồi này là chả cá. Chả cá gà giọng. Nó chắc là giọng quá. Có gì kì. Ừ. Thì bỏ chả cá vô ha. Đó vậy nè, người lợm lợm như nè đó. Chả cá. Làm tô đó trước hả? Hai tôm đi. Ba cũng được. Ba cũng được. Này bỏ chả cá nhiều một chút thôi. Chủ đã cho. Năm mấy giờ mấy giờ? À, mà tỏi mỡ với hành luôn ha. Cái này sao cô chụp sao tử vậy? Cho nó đừng tan. Rung tay quá. Rồi chai nước vô. Cô nào vợ của chưa có nấu món này luôn á. Ôi hả? Cô không có biết nấu. Nấu bánh canh với nấu bún mà nọ cái nước sạch sạch này nè. Cô chưa có nấu. Rồi quá nóng rồi. Đủ rồi. Các bạn ở đây trước cửa nhà con lùng nha các bạn. Nhỏ nó bánh canh cua đó các bạn, trước cửa nhà nó. Chào các bạn. Hello các bạn nha. Bữa nay mấy chị em mình kéo lại nhà con lùng ăn các bạn ơi. Mời các bạn ăn bánh canh cua với lại chén lọt tráng với bánh lọt bốn món. Quên nữa, nãy em cho cầm đứa món lên cho thùng chút. Thôi cài đi. Thôi ăn luôn đi. Trời cô tí, không quay tình tôi hả?
Quay gồm mời các bạn đó. Dùng bánh canh cua nha. Cái này là đặc mẫu này á. Lòng dấu lòng canh ba cái gì ạ? Súp. Rồi đủ rồi. Này câu này của mình nha các bạn. Hơi yếu. Mời có chim chưa? Rồi mời nó có coi. Có thấy không? Đồng nó vô cái nồi nào lộn. Dạ, nó dở cái chưa bỏ vô. Tô của cái nặng được quá ha. Nó mày muốn lấy cái mẫu hả? Đưa tô nha. Đưa tô. Được mấy cái tầm bánh áp canh vậy? Cua ngon lắm. Này này mình không có bỏ giò heo. Ngon lắm, bỏ giò heo. Ớm giò heo. Ớm giò heo. Ngon. Giò heo thì mỡ không ngon. Ngon. Tiếp ăn đây coi. Ngon. Mà nó cho thế thế nó cũng vậy. Dèm chút. Rồi thử rồi đi. Các bạn dùng bánh canh cua. Không thấy. Cua để xuống đi. Bánh canh cua nó đang có tiền đậu. Mấy dầu thì nó hơi oi rồi. Sao? Sa tế. Sa tế hả? Không, mấy dầu bóng đèn nhá. Nhảy đằng đằng mấy giờ kìa. Ngoài để ý hết. Thôi chó ta là hồi rồi đấy là. Mùa. Không phải mấy người này có ăn đâu. Là mình dân vô là mấy thuyền đó không? Ồ. Không phải đâu. Dán con nè. Việt Nam nhà tao còn giữ nó gì lại. Con cá các ba nha. Sao tao chở đi á? Tao chết rồi hả? Sao? Nói dùng cái thằng để cho cô ba giữ nha. Giữ cái thằng. Nhà lùng đẹp quá là màu. Sao mà mày đá kìa màu green không có. Đó bạn ơi nè mình Liên nó làm cái gì thì quên mày. Bánh lọt. À bánh lọt. Bánh lọt. Ngọt nó cốt dừa mà nó không có làm hột lụ. Đường nó đường thốt lớp nó ngon lắm đó liền. Đường thốt lớp nè. Ừ ngon lắm. Không, nó làm đường gạch mà. Với thiều bậy nữa. Cái mắt thiều mà ăn nó cũng đâu có thơm đâu. Làm cái thốt nốt bằng nước á, bằng sệt sệt á mới ngon. Thốt nốt là mua thốt nốt vậy có thấy thốt nốt gì đâu. Bình thường mà. Thấy rồi. Cô giải sao? Dừa. Cô giải không bớt lại. Dạ tao mới cho hai muỗng được. Sao đi trước? Không biết người hả? Cho ngon á. Tự ăn, tự bỏ đi. Ông không chơi cách nửa nữa cái... Ủa à? Ủa, tại nào mình có bỏ cái đường vô trong cái đó đó. Ừ, nhớ có cái câu mình đang cứ bán nhà. Dạ. Nước to mấy thằng. Nó bận gì? Tôi lọc, tôi bận cái đồ kẹp đó nè. Không, cái đồ kẹp đó, cái gì nè, bọn thôi. Hello Larry. Hello. Này ai vẽ vậy, cậu ba vẽ hả? Yep. Really? You did? Đó, mấy cái sculpture chứ con làm việc cái sculpture. Đây là cậu ba vẽ nè. Nè, sculpture. Ở dưới này con painting á hả? Siêu, nó dùng cái siêu mấy cái đồ đây siêu. Wow. Để cả hơn và vợ gặp thì sẽ có tiền. Rồi các bạn ơi, này là của con cháu mình nó làm không nha các bạn. Ô nặng dữ vậy cô ba. Cái này là ceramic. Quay cho các bạn coi nè, mấy cái hình này nè, mấy cái này là con cháu mình nó làm không nha các bạn. À, các bạn ơi đây là mấy cái hình này là của con cháu mình nó làm nè các bạn. Là bằng tay á. Hình này người quả. À, mấy cái trứng này cũng nó làm luôn nè. À, này con cái đầu này đầu con gì cũng không hình người. À, mấy này là nó làm không nè. Cháu mình.
cháu mình đã làm luôn. Làm bằng tay. Đây là gì đây? Bà già nào chu đít lên nha. Này, các bạn ơi, ăn tập 2 nha các bạn. Chơi lô tô xong rồi đói bụng quá và ăn tiếp. Ăn tiếp bánh canh cua. Ai vô 18 ngàn tiền thế thằng đòi xu người ta nó thôi chết rồi. Gì nhất. Vui đặt chưa? Chưa chắc. Vui chưa đặt? Ba mấy đầu anh? 8 ăn. Anh thấy đâu con cũng không thể để ý đó. Mẹ đi lấy vô bằng 2 đồng nè. Bữa nay trúng quá trời luôn nha các bạn. Trúng 3 bàn, bây giờ chơi bàn cuối 5 đô, một bàn một bàn nha. Có ai chưa đặt 5 đồng? Bàn 5 đô. Ông tí tiếng chưa con? Này ai gom thì lớn. Tôi thua nè. Thôi được rồi. Em lấy cái màu vàng của cô lại. Ê, mà sao thua nhiều gì mà mấy đồng vậy? Tại vì mà con bán thua nhiều lắm. Không. Này thua 20 mấy đồng, con nhìn thua nó mà cái này ăn 8-3 đồng hả? Thì chia, tao đây 13 đồng. Rồi cô ăn rồi hả con? Cô ăn 10 đồng. Có 2 mấy đồng hả? Cô ăn 3 đồng. Thua mà. Cô 28 đồng. Con nghĩ vậy? Con nghĩ nó cũng thua rồi. Nhìn thua. Đây nè, còn ở đây 1 cọc nè. 5, 10, 15, 20. Hai trúng được 3 bàn nha các bạn. 4 chục. Rồi, hôm nay 4 chục hả? 1, 2, 3 đi. Con quên rồi. Bỏ tiền vô bánh mì. Ui hả? Chào. Rồi. Ủa mai này làm hả? Mai chủ nhật mà. Thì đi làm. Trễ hả? Không, bán thì 8 giờ. Thì mà chắc là mai à. Cái cà phê thôi, ai cái cà phê vô nằm cà phê. 17. Mà biết rồi chắc nó vô. Bỏ tiền cho mua. Bị dụ. Bé nữa nè, bỏ một bé thêm về. 8. Mấy giờ về? 2 giờ rưỡi. 11. Kêu anh ta luôn 11. Chút đâu có chút chứ cho người ta cười chứ. Ơi, ông làng, 70 ơi, 70. 18. Ông thằng tài ơi, ông thằng ơi. 78. 81. 81 đâu. 78 ơi, nhiều quá. Có mẹ về đâu. Có hàng là chơi. Vui đi. Nghe cho vui vậy mà. 20 có vô. Đợi nữa, đợi nữa. Trời từ từ ra nó vô. Từ từ ba quy hiệp 11 phải không? Có. Có. 20 có. 46 có. Có. 63 có. 83 rồi. Rồi, trời ơi, tao lén tao lén tiền tao cầm trước rồi. Rồi rồi. Trời quy quá mặt thời gian nó kéo ra mà. Bây giờ tôi không có cười bình thường, tôi cười tôi phải banh. Bây giờ xấu rồi, về đêm về xấu rồi. Về càng ngày càng khuya càng xấu các bạn. Tại vì nó... Cô không lấy gì đâu, mình tôi là con. Người... Con làm nổi mà kia kìa. Người sống về đêm. Bằng ngày mình làm nó đẹp. Bằng đêm nó từ từ, từ nó xấu rồi các bạn. Thông cảm nha. Để này đây luôn nha. Hả? Hả? Chú nhập thực giới nữa. Chú thực giới. Từng ra thứ 7 này làm gì bà? Chú nhập giới mẹ tôi nha. Ta đứng người sao đây nè. Thấy cái đầu thôi. Thấy cái khổm đầu. Cái nhìn mày đâu có mặt đâu mày sợ. Ờ. Về đêm đứa nào thấy quá trời đẹp luôn. Cô ba đứng đây nè cô ba. Sao đẹp gần 11 giờ sắc đẹp nó hiện lên lắm. Bạn ơi. Nó 12 giờ cái là. Tại vì cái bộ phim này mấy người kéo dài hơi xấu mà các bạn kéo dài quá. Tại vì mấy đứa này bằng ngày thì đẹp, bằng đêm mỗi lần mà tối sao càng xuống. Tối thì nó càng xấu, càng xuống sắc, càng xuống sắc. Thôi bộ phim này các bạn thông cảm nha, hơi xấu một chút mà xấu đẹp mà sao thấy ai cũng xấu hết trơn á. Sáu điều. Xin lỗi nha. Sáu điều nha. Sáu điều. Xin lỗi. Xin lỗi nha, nghe bộ phim này xấu các bạn ơi, để chết bộ phim rồi. Tới đi. Chết rồi. Cái đầu tôi cũng thấy ghê nè. Nè, không, đầu cổ cũng thấy ghê luôn á. Đầu tôi là tên đầu bạc trắng. Luôn rồi. Tôi đem hành trang. Xấu cả đám. Xấu hết đám luôn các bạn, phải mình tôi đâu nha. Thôi xin lỗi đi bộ phim này á, bởi nhờ bộ phim sau thì đẹp hơn chút. Mấy tôi ráng là đẹp đẹp lại chút.
Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nha. Hẹn các bạn video kế tiếp. Mình xin lỗi à. dạ có gì không xin lỗi. Không, dạ cho xin lỗi. Phanh tay lại. Ông mới phanh tay lại. Xấu quá à các bạn, đợt này á. Tay xấu hôi à. Ở lầu hồng mà ra phim tới giờ. Ra phim tới giờ cái đợt này là xấu nhất. Phải ạ. Ok, bye cả nhà. Bye các bạn ơi. Good night. Sao đẹp lắm. Bye bye.